Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình là Quỳnh, và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ được một loài hoa có tên gọi là hoa lạc tiên. Đây là một loài hoa có tên gọi khác là Lilium Cadidum, là một loài hoa có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và được biết đến với vẻ đẹp tinh khôi, màu trắng tinh túy của nó. Loài hoa này thì thường có hình dáng là tròn này, với bông hoa lớn, có cánh hoa mùi thơm đặc trưng. Loài hoa này thì thường tượng trưng cho sự tinh khiết, tinh túy và thường được sử dụng trong các dịp quan trọng như là đám cưới này, lễ kỷ niệm này. Loài hoa này thì cũng có tên gọi khác là hoa thánh Jisu, và thường được liên kết với các câu chuyện và huyền thoại về tình yêu và tôn kính. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta cùng nhau vẽ ra được loài hoa đặc biệt này nha. Thank you.
Thank you.